Chào mọi người, hôm nay con sẽ mời tất cả mọi người chúng ta cùng thưởng thức một loại lan hài Có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, thuộc dòng Paphioperulum Thì chắc chắn là nhiều anh chị em nhìn vô bông hài này đã đoán được tên rồi đúng không ạ Đối với những ai đã sưu tầm lan hài lâu hoặc là chơi lâu năm rồi Thì chúng ta nhìn vô hoa là đã đoán được rồi Hài đi có tên khoa học là Paphioperulum maria Và nó sẽ có cái tên đằng sau đó mọi người nha cái tên đằng sau nó sẽ đi kèm lại cái màu hoa chẳng hạn như cái hài mô đi màu xanh hài mô đi thường hài mô đi đỏ và đây là một cái hài mô đi màu đỏ bầm chuẩn bị đen á thì tí nó có sẽ giải thích cho mọi người tại sao lại gọi đó là chuẩn bị đen nha thì cái này có tên khoa học đầy đủ đó chính là Paphiopelum Maudia Vinicolor là tên của nó Còn bây giờ sẽ mời mọi người chúng ta cùng ngắm hoa nha đây cái lá gọi là lá ủ mèo trước khi cái cái mèo nó lên cái cần hoa này nó sẽ ra cái lá này trước thì lá rất là đen luôn mọi người nhìn nè, thân cây này tím đen luôn đây là cây tơ một thời gian sau nó sẽ sang cái màu này nha mọi người nha rất là nhiều người kêu là cái hài mau đi khi ta sưu tầm á thì họ kêu là nó nhìn nó giống với hài vân nam thì đúng rồi nhìn từ hoa cho tới lá tới cây tới ngồng hoa thì nó tương đối giống với hài vân nam bởi vì sao bởi vì cái hài Modi đi là là một phép lai giữa cây hài Vân Nam và một cây cùng dòng và cùng dòng ở đây đó, đó chính là cùng dòng Paphiopedilum nhé mọi người nhé. Con sẽ cho mọi người xem một cây hài Modi màu xanh. Có nghĩa là hoa màu xanh đó, nhưng cái này là cái 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 cây giống nha, nó chưa có hoa. Mọi người nhìn là hai cây nó màu đối lập nhau hoàn toàn đúng không ạ? Đây, một cây là thân xanh, một cây là thân tím. Thì hài đi đã du nhập vào Việt Nam khá là lâu rồi nha mọi người nha Còn bây giờ có sẽ giải thích cho mọi người lý do tại sao lại gọi nó là màu chuẩn bị chuyển sang màu đen Đây là cái màu ảo của nó nha mọi người nha Cái hài đi cái màu mọi mà người đang xem thực tại đây nè Là cái màu ảo được tạo bởi ánh nắng mặt trời chiếu vô Nhưng nếu như không có ánh nắng mặt trời thì đây mới là cái màu thật của nó này Mọi người nhìn thấy chưa Một cái màu đỏ bầm gần gần gọi gần, gần như là đen đó mọi người đây mới là cái màu chính thức ở trong dàn con nha màu dưới ánh sáng tự nhiên không có nắng còn đây là màu có nắng nè đó mọi người thấy chưa đó là cái sự khác biệt của nó còn nó đối với cây màu đi thường thì cái bông của nó khá giống với cây vân nam luôn nhưng mà nó đẹp hơn nó to hơn nha mọi người nhé đường vân các thứ giống khá giống với cây vân nam mà chấm nó nhiều hơn còn hài màu đi thì hoa rất là to to hơn cây hài vân nam rất là nhiều và nhìn nó có vẻ bự con hơn hài Văn nam cũng như là nhìn nó đẹp hơn nha mọi người nhé mọi người nhìn thấy dưới nắng cái màu huyết nó lên ghê không ạ nhìn rất là ma mị luôn điều kiện sinh trưởng tự nhiên là là khá là dễ sống nha mọi người nha hàng này là hàng lai những cái cây lai tạo là người ta sẽ chọn những cái cây bố mẹ khỏe mạnh dễ sinh trưởng để ta lai cho nên là thế hệ con nó rất là dễ sinh trưởng có thể sống được cả ở vùng nóng lẫn vùng lạnh nha mọi người nha hài mau đi nhưng chúng ta hãy đặt những cây chậu lan hài của chúng ta ở môi trường mát Dù nó thích nghi ở môi trường nào chăng nữa thì chúng ta vẫn phải đặt nó ở cái vị trí mát của dàn Và tốt nhất nên tránh nước mưa Và canh cái lượng nước tưới nha mọi người nha Canh lượng nước tưới lan hài thì giá thể chúng ta chủ yếu giá thể trộn Cho nên là tốt nhất là cứ từ 3 cho tới 5 ngày chúng ta tưới một lần Nha mọi người nhé 3 năm ngày cho tưới, ta tưới đẫm một lần là tốt nhất cho lan hài về giá thể mọi người nhìn này giá thể của hai món đi rất là đơn giản à, than củi được à, xử lý à, cũng như là đá một chút đá bọt à, một chút thông à, một chút mùn dừa một chút dớn nói chung là trộn búa lô xua lên nói chung là giá thể phải có một giá thể to nhé con sẽ sử dụng cái cái than là cái than cục bự này này để tạo cái độ không khí à, cho nó thoáng rễ bởi vì lan hài nó phải có không khí để nó thở rễ nha mọi người nhé nếu như chúng ta trồng giá thể mà kín quá hoặc là nhỏ quá thì không được vì nó bí nó dễ làm cho rễ hài bị thối tốt nhất là chúng ta cứ trồng than mới lại thông là ok rồi nha mọi người nha than thông này hài mau đi thì rất là dễ sống mọi người cứ yên tâm nha đây là cái hàng này rất là nhiều anh chị em chơi phản hồi lại là rất là dễ sống và dễ hoa nữa hoa rất là to luôn rồi um cảm ơn mọi người đã xem video à, những ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Hoa Lan Toán Rồng nha mọi người nha bởi vì à, con sẽ quay để sưu tầm những cái video hay cho quý cô chú anh chị chúng ta cùng xem cho nên là mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là ấn chuông thông báo để đón nhận những cái video mới nha mọi người nha mọi thắc mắc của quý cô chú anh chị thì mọi người bình luận xuống ngay trực tiếp video này hoặc là chúng ta à, ấn vào cái đường link bên phải màn hình chỗ cái mũi tên đó, nó sẽ hiện cho mọi người cái đường link vô Facebook Zalo của con cũng như là đường link vô trang fanpage ở trên trang fanpage thì con sẽ đăng lại những cái gì mà con quay ở trên YouTube con sẽ làm lại bằng hình ảnh và chữ để cho mọi người chúng ta dễ tham khảo hơn và mọi người hãy nhắn tin cho con bên Zalo hoặc là Facebook để nó dễ trao đổi nha mọi người nha còn nếu như mà gọi điện thì nó trung gian quá nó không có hình ảnh cụ thể rất là khó nói chuyện đó rồi xin chào hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha